Kênh truyền hình nhà nước ARD của Đức hôm 26 tháng 6 đưa tin các cuộc đàm phán hòa bình về cuộc xung đột ở Ukraine có thể bắt đầu vào đầu tháng tới. Theo ARD, các quan chức cấp cao từ một số cường quốc, trong đó có Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, đã tổ chức một cuộc họp vào tuần trước tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch để thảo luận về vấn đề này. Mục tiêu chính của cuộc họp là để đảm bảo sự hỗ trợ của các quốc gia trung lập như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi. Theo ARD, cuộc gặp cấp cao là một bước tiến quan trọng hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình thực sự và hòa đàm có thể được tiến hành sớm nhất là vào tháng 7. Vào hôm 22 tháng 6, tờ Financial Times đưa tin ông Sullivan cùng với quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland sẽ lãnh đạo một cuộc tấn công ngoại giao theo yêu cầu của Ukraine. Mục tiêu của họ là thuyết phục các cường quốc từ Nam bán cầu giảm bớt quan hệ với Nga. Tuy nhiên, tờ báo cho biết các quan chức không tự tin họ sẽ thành công. Financial Times dẫn lời một quan chức châu Âu giấu tên thừa nhận rằng phần còn lại của thế giới không bị thuyết phục bởi lập trường của phương Tây. Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đều là thành viên của BRICS, một khối kinh tế mà Nga là thành viên thứ năm. Cả bốn nước này đều không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Trong khi đó, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexei Danilov hôm 25 tháng 6 cho biết ông sẽ không loại trừ khả năng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tham gia các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai có sự tham gia của Nga. Bình luận được đưa ra sau cuộc hòa giải của Tổng thống Lukashenko giữa chính phủ Nga và lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin trong vụ nổi loạn vào hôm 24 tháng 6. Về phần mình, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva tuần trước kêu gọi cả Kiev và Moscow thỏa hiệp và tham gia đàm phán hòa bình. Ông cũng gợi ý rằng các bên không tham gia vào cuộc xung đột đang diễn ra sẽ phù hợp nhất để làm trung gian hòa giải. Kiev đã đưa ra kế hoạch hòa bình của mình, trong đó yêu cầu Nga trước hết phải rút quân khỏi tất cả các vùng lãnh thổ nằm trong biên giới, được xác định vào năm 1991 của mình. Moscow đã bác bỏ đề xuất này, cho rằng nó xa rời thực tế. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.